Hello, xin chào các bạn và chúng ta đã gặp lại. Thì ngày hôm nay trên tay Thương là một đôi giày đến từ hãng Nike. Đôi giày này thì Thương nhờ một người bạn order về từ Tóc X. Nó về khá là trễ các bạn do cái tình hình dịch bệnh chung thôi. Thì cái này mình phải thông cảm cho mọi người. Thì không để các bạn chờ lâu. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở nó ra cho các bạn coi nha. Đó, đôi giày màu vàng rất là đẹp. Đó, giờ mình sẽ đặt lên đây. Thì phòng mình đó là chủ đạo là thường thường là màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ vì là mình thích Supreme, còn màu vàng đó là tại vì thế mình nghĩ thì nó mang lại cái năng lượng tích cực và nó hợp với mình hơn, nên là mình thường chọn màu vàng. Đó là lý do là tại sao mình chọn mua đôi giày này. Không để các bạn chờ lâu thì bây giờ mình sẽ vào chi tiết cho các bạn coi đôi giày đẹp như thế nào nha. Nhé. Mời các bạn, Thương với Bi vừa mới quay xong những cái shot hình cho cái clip giày lần này của chúng mình. Hy vọng rằng về dựng sẽ đẹp. Clip đến đây là hết rồi, rất là mong sự ủng hộ của các bạn ở clip này và những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Wow, ơi từ cái sai bị sai rồi. Mình nhờ một người bạn order về từ tóc. Đôi giày này Thương nhờ một người bạn order về từ Stock X. Đôi giày này Thương nhờ một người bạn order về từ Stock X.